Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình, kênh YouTube của Tony Phong. Nếu như được hỏi về thiết kế trên smartphone thì mình xin được dành một lời khen cho cái ngôn ngữ có tên đó là Omnibalance đến từ nhà Sony. Và tiêu biểu nhất đó chính là chiếc Sony Xperia Z4 như mình đang có trên tay đây. Quay lại một chút về sản phẩm này, ở năm 2015 thì nó ra mắt và nó không nhận được bất cứ một cái sự đón nhận nào của người dùng. Máy thì nóng, thiết kế thì không có nhiều sự khác biệt so với Z3. Và đương nhiên là doanh số bán hàng thì cũng vô cùng là thảm hại. Sau 2 năm, ở năm 2017 này, nếu như các bạn vẫn có hứng thú với một thiết bị đến từ nhà Sony và cụ thể hơn là Z4 thì các bạn sẽ chỉ cần bỏ ra khoảng tầm hơn 3 triệu tại Ngọc Thành Mobile mà thôi. Vậy thì với hơn 3 triệu và với Sony Xperia Z4, nó còn có những gì, nó còn có những trải nghiệm gì? Thì trong video này, hãy cùng mình nói một chút để thiết kế và nói một chút về Sony Xperia Z4. Có lẽ là mình sẽ nói về chiếc Z4 này trước nhé. Đầu tiên, đây là một sản phẩm đến từ thị trường Nhật Bản. Tuy nhiên thì cái phiên bản mình đã có là đến từ nhà mạng Shopbank, nên các bạn có thể thấy là thiết kế nó giống hoàn toàn so với những phiên bản quốc tế như logo NFC, Sony, vị trí của logo Xperia. Đi vào đến phía bên trong thì các bạn sẽ có thể thấy là chúng ta có một vài những ứng dụng đến từ Nhật Bản mà thôi, cũng không có gì đáng ngại, tại vì là những thiết bị Sony này có thể up ROM của phiên bản quốc tế sang một cách rất là bình thường và các bạn sử dụng không khác biệt gì so với những thiết bị quốc tế cả. Thứ hai nữa, nó sẽ có một cái cấu hình thực sự mà nó là sẽ không nhiều bạn thích đâu. Snapdragon 810 bị lỗi quá nhiệt. Các bạn sẽ có 3GB RAM, các bạn sẽ có màn hình 5.2 inch độ phân giải Full HD, công nghệ đó là IPS. Với màn hình của những thiết bị Sony thì có lẽ là mình không cần phải chia sẻ nhiều, tại vì nó mang lại một trải nghiệm cực kỳ tốt, màn hình rất trong, độ sáng cao và cái màu sắc nó cũng mang lại một thứ gì đó rất là ấn tượng và nổi bật. Mình vẫn luôn dành một lời khen dành cho màn hình của những thiết bị Sony từ đời Z3 trở lên và cho đến và Z4 này. Nó cũng tốt tương tự như là Z3 luôn. Bên cạnh đó thì camera các bạn sẽ có độ phân giải là 20.7MP và camera selfie là 5MP. Tuy nhiên thì camera hồi đó của Sony nói chung là cũng chán lắm. Mình không có hứng thú một tí nào khi nói về camera của Sony Xperia Z4 này luôn. Bù lại một cái, đó là thiết kế. Và thiết kế chính là một cái điểm sáng duy nhất trên sản phẩm này mà thôi. Có thể nói rằng Xperia Z4 không phải là một sự khác biệt so với thế hệ cũ, đó là Sony Xperia Z3, khi nó vẫn gần như là giữ lại toàn bộ những cái thứ gì gọi là ấn tượng nhất của sản phẩm cũ, như là hai mặt kính phẳng sang trọng bóng bẩy hay là cái phần viền là làm bằng kim loại. Đây là cái sản phẩm tiêu biểu nhất đề cao cái triết lý Omnibalance. Đây là một cái ngôn ngữ mà nó sẽ đề cao những cái đường phẳng, những cái mặt phẳng và nó tạo ra một cái vẻ gì đó rất là sang trọng và bóng bẩy. Các bạn có thể thấy này, cái mặt lưng của Sony Xperia Z4 như phiên bản mình có đây là màu xanh, rất là bóng bẩy và đẹp. Tuy nhiên thì nó bám lại rất nhiều dấu vân tay mồ hôi thì không nói làm gì rồi. Nhưng mà thậm chí những cái vị trí như là vị trí của camera này rất là nhỏ bé, vị trí của đèn flash này, hay đơn giản nữa là một cái logo G1-2.3 inch 20.7MP cũng được làm rất nhỏ và tinh tế. Những cái chi tiết tưởng chừng như sẽ khiến cho cái mặt lưng vô duyên như là vị trí logo NFC, Sony hay Xperia thì trên Z4 này nó cũng được làm rất là cẩn thận và mình có thể đánh giá là cái cách thiết kế này của Sony khiến cho ai nhìn vào cũng đều cảm thấy yêu thích cái thiết kế này luôn. Bên cạnh đó, cái khung viền cũng là một cái điểm nhấn bởi vì chúng ta sẽ có khung viền bằng kim loại và bốn góc của cái khung viền này nó sẽ có bốn cái vị trí bằng nhựa để giúp cho máy có thể giảm tải lực tốt hơn vô tình nếu các bạn làm rơi, và nó sẽ khiến cho cái khung viền này được bảo vệ là tốt hơn. Còn gì nữa, những vị trí như là nắp đậy, khe SIM, khe thẻ nhớ cũng đều được làm rất là tông xuyệt tông vào phần khung viền, hay là những vị trí nút bấm nó đều được làm một cách gì đó rất là tinh tế và đẹp. Cái cảm giác bấm cũng mang lại một cách là cực kỳ là ấn tượng luôn. Và có một cái điều mà mình rất là thích trên Sony Xperia Z4 đó là nó đã làm cái cổng mic USB lộ thiên ra ngoài, chứ nó không giống như là Sony Xperia Z3. Các bạn sẽ vẫn phải có một cái nắp đậy để mà chúng ta có khả năng chống nước. Với Z4 thì không cần cái điều đó nữa. Và đặc biệt là khả năng hoàn thiện của Z4 thì cũng cực kỳ ấn tượng. Khi mà cái phần lỗ này, các bạn sẽ có một cái phần răng nhựa ở bên trong để nó giúp cho bảo vệ cái cổng này một cách tốt hơn rất là nhiều nữa. Và đương nhiên, nói về thiết kế của Sony Xperia Z4 thì không thể không nhắc đến cái cảm giác cầm nắm của nó là trên tay như thế nào. Độ mỏng của máy này chỉ là 6.9mm và các bạn có thể thấy là máy rất là nhẹ nhàng trong tay của mình. Kích thước nó chỉ là 5.2 inch, không quá lớn. Và cái cách làm của Sony đó là gì? Đó là phần bên trên và phần bên dưới tạo ra một cái khoảng trống để máy dài. Cái điều làm cho máy dài nó sẽ khiến cho cái thiết kế nó sang trọng và nó kiểu rất là manly hơn rất là nhiều so với cái việc đó là chúng ta có một cái thiết kế bầu nhỏ nhắn như kiểu là Xperia Z3 Compact như thế này. Z3 và Z4 không làm ngắn, Z3 và Z4 không làm quá nhỏ, mà nó làm ra một cái tỷ lệ để các bạn có thể cầm nắm trong tay một cách dễ dàng mà vẫn mang lại một cái trải nghiệm tốt.
đẹp đúng không? Ấn tượng đúng không? Và có thể nói rằng Sony Xperia Z4 là một trong những thiết bị đề cao nhất cái triết lý Omnibalance và mình đánh giá là rất cao, cứng cáp nhưng vẫn rất là sexy, quyến rũ mà lại sang trọng. Có thể nói rằng với tổng khoảng hơn 3 triệu thì mình không tìm ra được một cái sản phẩm nào có thiết kế đẹp hơn được Sony Xperia Z4 như thế này. Các bạn thấy sao về sản phẩm này? Hãy để lại ý kiến ở comment phía dưới. Cảm ơn Ngọc Thành Mobile đã hỗ trợ sản phẩm để mình thực hiện video này. Mức giá mời các bạn truy cập vào website mình sẽ để phía bên dưới phần description box nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye!